Hello, xin chào anh em, chào anh em quay trở lại với kênh Thiên Nhai TV. Video hôm nay mình sẽ mang đến cho anh em một cái trải nghiệm về môn phái Thiên Tâm trong cái hoạt động BK quần chiến, đó chính là cái hoạt động Tống Kim. Và cái trận Tống Kim hôm nay nó diễn ra vào tối thứ sáu nha anh em ơi, một cái chiến trường rất là đông luôn. Và mình sẽ thử xem là con này nó có ổn áp trong cái chiến trường quần chiến hay không anh em ạ. Và hiện tại thì chúng ta đang có mặt tại nhà của địch rồi và đã sử dụng chiêu cuối. Rồi, đam chính của con Thiên Tâm nó sẽ phụ thuộc vào cái chiêu cuối thôi em ạ. Đó chính là cái chiêu Thái Huyền Tịnh Thiên. Một cái chiêu giúp anh em miễn dịch sát thương, miễn dịch khống chế rồi tạo đam nên em ạ. Một cái chiêu rất là bá đạo. Nhưng mà mình thấy nhược điểm của chiêu này khá lớn trong những hoạt động quần chiến thế này. Đó là anh em không thể nào lựa chọn được mục tiêu để anh em đánh. Đó, nó cứ thích đánh đâu đánh đó, nó thích thằng nào nó quýnh thằng đó anh em ạ. Do đó mình rất là khó dùng đam ha. Ưu thế của con Thiên Tâm trong cái quần chiến này là gì? Đó là lên chiêu cuối và chúng ta hóa giải tất cả các trạng thái khống chế luôn anh em ạ. Một cái điểm cộng rất là sáng giá của Thiên Tâm. Rất là trâu nha anh em, con này rất là trâu. Anh em cứ chơi kỹ băng thanh ngọc nhuận là chúng ta hồi chiêu cuối liên tục và cứ xả chiêu cuối thôi anh em ơi. Dạ, hiện tại thì nhân vật của mình đang vị trí top 2. Không biết là trong map này có những anh chị lực chiến to to nào hay không. Thiên Tâm thì có lẽ là anh em sẽ không thể nào so sánh được với những môn phái có khả năng quần chiến lớn ở cấp tông sư, ví dụ như là Vạn Hoa hoặc là Tàng Kiếm, Trảm Nhạc. Nhưng mà mình nghĩ là nó sẽ có một cái đất dụng võ anh em ạ. Cũng giống như là những anh em nào lực chiến tầm trung mà chúng ta vào Tống Kim mà anh em hay bị kiểu như bị người ta khống chế không ra chiêu được, dễ tử vong, thì anh em cũng có thể suy nghĩ con Thiên Tâm này ha. Nó sẽ tạo cho anh em một cái sự gọi là trâu lì trong những cái hoạt động quần chiến này. Ví dụ mình có chiêu cuối nè, lên chiêu cuối liền cái hóa giải khống chế và tạo sát thương tiếp anh em ạ. À. Dạ anh em thấy không? Đó, rất là khó chịu. Nhưng mà mình cũng cảm thấy khó chịu bởi vì tạo đam nó không quá to nha anh em ơi. Ở đây có rất là nhiều những cái acc, phải nói là rất là khủng và rất khó để kết thúc được những acc này. Nhưng mà anh em thấy tình huống vừa rồi mình xém tí nó tử vong nhưng đã kịp thời lên chiêu cuối. Rồi, như vậy là vài phút đầu anh em cũng thấy được cái khả năng của con Thiên Tâm này trong cái hoạt động quần chiến này ha. Theo đánh giá của mình thì Thiên Tâm quần chiến không quá mạnh. Nhưng mà được cái rất trâu anh em ạ. À. Trâu ở đây là anh em dùng chiêu cuối miễn sát thương nha, chứ không phải nói là anh em nhận sát thương mà chúng ta trâu nha anh em ơi. Đó, xung quanh mình có rất nhiều những mục tiêu đang yếu máu nhưng mà không thể nào lựa chọn được mục tiêu để chúng ta kết thúc và kết mạng anh em ạ. À. Đó là cái nhược điểm rất lớn của con Thiên Tâm. Nói đi cũng phải nói lại, một quân phái rất là bá đạo. Nếu cho anh em cái khả năng quần chiến mạnh nữa thì phải nói con này nó còn hơn con Tàng Kiếm Trảm Nhạc đúng không anh em ạ? À? Bởi vì solo của nó hiện tại đang rất là bá rồi. Solo gần như là nếu mà chúng ta kết hợp chiêu cuối hợp lý thì anh em gần như là không sợ bất kỳ môn phái nào. Rồi tiếp tục lên chiêu cuối cái nữa. Trước khi lên chiêu cuối mình cứ dùng chiêu 3, chiêu 2, chiêu 1. Nếu được chiêu nào cứ xài. Còn nếu không được thôi phải lên chiêu cuối hóa giải các trạng thái khống chế và chúng ta tạo đam. Đó anh em thấy ghét không? Tạo đam cũng không được nhiều anh em ạ. À. Đây đây tiếp tục rồi rồi ăn khống chế. Liên chạm 51, liên chạm 52. Và đang bị khống chế, đang chờ đợi chiêu cuối thôi. Sự phụ thuộc của Thiên Tâm sẽ phụ thuộc vào chiêu cuối rất là nhiều. Hiện tại thì chiêu cuối Thiên Tâm nó tạo sát thương không quá bá, nhưng mà ở phiên bản chỉnh sửa tiếp theo thì chiêu cuối này sẽ được tăng sát thương thêm nha anh em ạ. Đồng thời thì nó sẽ giảm cái thời gian duy trì của chiêu này lại, được cái này mất cái kia. Nhưng mình nghĩ với việc tăng sát thương thêm thì sẽ giúp con Thiên Tâm này ổn áp hơn. Và nếu như anh em nào yêu thích môn phái Thiên Tâm này, chúng ta build thuần về Thiên Tâm, sử dụng những cái trang bị huyền binh thích hợp cũng như là một số cái ngũ hành huyền thông á, mình nghĩ nếu lên huyền thông thích hợp nữa thì con Thiên Tâm sẽ mạnh hơn, bởi vì nó sẽ tăng cho anh em cái bỏ qua kháng tính cuối, giúp cho cái hiệu quả của chiêu Thái Huyền Tịnh Thiên sẽ được phát huy mạnh hơn anh em ạ. Thiên Tâm sẽ không thích hợp với cái huyền binh đó là Huyền Diệm Đao. Cái Huyền Diệm Đao mình thấy không thích hợp bởi vì Huyền Diệm Đao đa số nó sẽ tạo sát thương kỹ năng dựa vào đòn đánh thường, nhưng mà Thiên Tâm anh em thấy mình rất ít dùng đánh thường anh em ạ. Đa số là bị khống chế thì thôi lên chiêu cuối và chạy.
đào 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 hồi bắt buộc phải lên chiêu cuối anh em ạ. Đó, tiếp tục. Con này ở cấp server mới thì khá là bá, nhưng về tông sư thì nó sẽ không phát huy được nhiều. Do đó nếu mà anh em có xem được clip này của mình thì anh em có hỏi mình thiên tâm mạnh ở cấp nào hay là chơi môn phái nào trong phiên bản này, thì mình sẽ khuyên anh em một câu, đó là ở các server mới anh em cứ mạnh dạn chơi thiên tâm, bởi vì ngoài thiên tâm ra thì chúng ta không còn môn phái nào thích hợp hơn ngoài tàng kiếm trảm nhạc nha anh em ơi. Thiên tâm rất bá, solo quần chiến tại các server mới rất mạnh, nhưng về đến những server cũ như thế này, những cái cấp cao hơn, thì thiên tâm nó sẽ phù hợp cho những anh em nào lực chiến tầm trung, để chúng ta có cái sự trâu lì hơn trong các trận giao tranh, cũng như là anh em đỡ tử vong hơn, thì nó sẽ thích hợp cho anh em với lực chiến tầm trung nha. Còn những anh em mà dạng top lực chiến thì mình nghĩ anh em sẽ không về thiên tâm nhiều đâu, đa số chúng ta sẽ lựa chọn những phái ví dụ như là vạn hoa hoặc là tàng kiếm trảm nhạc dành cho mấy anh em top lực chiến, những người mà thật sự khỏe đó anh em ạ. Rồi thôi, những giây phút cuối cùng của trận tống kiếm này mình sẽ tập trung vào cái trận tống kiếm nha, không có tập trung con thiên tâm nữa đâu. Bây giờ cứ xả đam thôi anh em ạ. Combo thiên tâm thì rất là đơn giản rồi, combo solo nha, mình nói combo solo đó là 3 1 2 4 hoặc là 3 1 4 2. Đó là thứ tự combo của nó. Còn trong quần chiến thì ví dụ như bị khống chế nhiều quá thôi, bắt buộc mình cũng phải lên chiêu cuối để hóa giải khống chế. Và thiên tâm trong tâm ma, nếu mà anh em đang bị khống chế á, ẩn lia lịa cái chiêu cuối cho mình. Khi nào mà chiêu cuối được kích hoạt lên là chúng ta lên chiêu cuối liền anh em ạ. Nhiều anh em cứ chờ cái chiêu cuối nó sáng lên mới kích vào thì lúc đó là quá muộn rồi anh em ơi. Mình dùng từ quá muộn nha. Rồi, đang bị dồn ép rất là nhiều và bây giờ thì còn vài giây nữa là chiêu cuối mình đã hồi rồi. Tiếp tục chiêu cuối và chạy thôi anh em ạ. Cái này mà đào hoa nhiều quá ta, đào hoa nhiều mà dương môn ít ít xíu ha. Trời, ta nói thiên tâm nó bữa nhiễu một cái một mạng, nhiễu một cái một mạng liền. Tiếp tục tạo sát thương, đánh được cái gì cứ việc đánh anh em ơi. Và nếu như cảm thấy không ổn thì chiêu cuối nó hồi rồi, mình sẽ tiếp tục bật cái chiêu cuối Thái Huyền Tịnh Thiên. Rồi rồi, nhiễu đi, nhiễu chậm quá này, mà nhiễu liên tục xíu nữa thì ngon ha. Giống như nhiễu chiêu này vừa nhiễu xong có nhiễu chiêu khác xuống liền anh em ạ. Này nó phải giãn cách hình như tầm 1 giây. Rồi, rớt top 4 luôn rồi anh em ơi. Trong này có một số cao thủ tay to. Ở đây là mình test cái trận này, chỉ mang tính chất test cho anh em nha, để trải nghiệm con thiên tâm, cho anh em thấy được cái khả năng của môn phái này trong các hoạt động quần chiến anh em ạ. Chúng ta vẫn còn 4 phút và hiện tại số điểm của hai phe vẫn đang rất cân bằng với nhau. Liệu là phe nào sẽ giành được chiến thắng đây? Và nãy giờ gần như là Thiên Tâm đang cố gắng bất tử trong chiến trường anh em ạ. Nhưng sự bất tử của Thiên Tâm cũng không lại được mang lại được cho Thiên Tâm nhiều điểm. Rồi, tiếp tục dùng đam. Chỉ tính thường đó mình thấy giống như mũi đốt inox luôn ta, hay là do những ạc kia nó khỏe quá anh em, mình yếu quá mình quýnh không xi nhê anh em ạ. Tiếp tục dùng đam nào, có chiêu cuối rồi thì quậy chiêu cuối lấy mạng thôi. Yên tâm thì anh em mình nghĩ là chúng ta nên chơi kỹ băng thanh ngọc nhuận anh em ạ, thích hợp cực kỳ, sẽ giúp cho anh em hồi được chiêu cuối và chúng ta tiếp tục quậy đội hình của team đội bạn. Mình sẽ cố gắng quýnh lại lên top 3 nha anh em ơi. Tự nhiên tụt xuống top 4 rồi, buồn dễ sợ luôn. Chiêu cuối, ấn không được chiêu khác thì lên chiêu cuối. Hầu hết tất cả các trạng thái bị khống chế thiên tâm đều sử dụng được chiêu cuối, kể cả đóng băng hoặc là những trạng thái như bị thương định thân, chúng ta đều sử dụng được chiêu cuối nha anh em. Rồi, tiếp tục dùng đam nào, tiếp tục dùng đam đó, ngon lành cành me liền. Ây da, ây da, Tiểu Lâm nó gom lại, thấy mụ nội rồi anh em ơi. 150 liên trảm, vẫn còn 2 phút.
mình tin chắc là có nhiều anh em xem clip này xong, ôi đổi về vạn hoa, đổi về tàng kiếm là nãy giờ có nhiều liên chạm rồi. Cái này mình đang làm clip test thiên tâm nha anh em. Thiệt, thế nào cũng có một số anh em sẽ comment như vậy, tin chắc luôn á, tin tôi đi. Trời ơi, làm không biết bao nhiêu trận tống kim với nhiều môn phái rồi. Wow, bên này rất là đông luôn. Tiếp tục dùng đam thôi, chiêu cuối chuẩn bị thôi rồi. Bật chiêu cuối lên liền. Trận này có vẻ là thiên tâm bất tử luôn anh em ơi. Tiếp tục có chiêu cuối nữa. À, anh em thấy không? Đó, chơi băng thanh ngọc nhuận là vậy đó anh em. Cứ việc xài chiêu cuối liên tục. Sát thương chính sẽ phụ thuộc vào chiêu cuối Thái Huyền Tịnh Thiên. Và chúng ta vẫn còn 1 phút 25 giây. Hiện tại phe kim đang thua khoảng gần 500 điểm anh em à. Không biết là những giây cuối cùng như thế nào đây. Chúng ta vẫn tiếp tục bị thua điểm rồi. Không bằng điểm rồi, bằng điểm rồi. Nhưng thua vài điểm thôi. Phải nói là tỷ số điểm đang suýt so với nhau. Nhưng thua lại rồi anh em ơi. Bên tổng 59.000, bên kim chỉ mới 58.000 thôi. Ây cha, sao mà thua nhiều vậy. Lúc nãy là suýt so luôn anh em à. Rồi bên kia 60, bên này 59 rồi. Nhảy điểm liên tục đi nào. Chúng ta tiếp tục tạo sát thương. Liệu có thể lật kèo được những pha cuối hay không để cộng thêm một số điểm kết thúc trận đấu nào. Bên kia 62, bên này 60 anh em ạ. Wow, rất hiếm có những trận tống kim mà chúng ta có thể căng kèo được như thế này. 625, 63, 61, trời ơi căng vậy. Trời, bên kia 64 rồi kìa, bên này mới có 62 à. Rồi. Chắc có lẽ là những giây cuối cùng chúng ta phải ngậm trái đắng thôi. Về kìm đã thua khá nhiều điểm rồi. 66, 64 và như vậy chúng ta còn 17 giây nữa. Ôi ôi, két 3k điểm rồi anh em ạ. Wow, wow, tiếp tục 65, 68. Như vậy chắc chắn là phe kim sẽ thua điểm và mình hiện tại đang xếp vị trí thứ tư rồi anh em ơi. Và như vậy là trận tống kim với môn phái thiên tâm đến đây sẽ kết thúc nha. Wow, tú linh 32.000 điểm, quá khủng khiếp. Và nếu như anh em yêu quý cái video này, hãy cho mình xin một like nha anh em ơi. Và đừng quên đăng ký kênh của mình để theo dõi video tiếp theo. Mình xin chào và hẹn gặp lại anh em những video sau.